Cả nước hiện có khoảng gần 5,6 triệu trẻ em nghèo đa chiều, trong đó 50% trẻ em dân tộc thiểu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch, dịch vụ y tế, chưa được tiếp cận kịp thời các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tỷ lệ học sinh mầm non đến trường ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã miền núi đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em. Hay em muốn cái gì không được, hoặc là muốn đi học rồi không có xe đạp đi, rồi hai em phải đi bộ. Học sinh đi lại rất là xa, đây là cái khó khăn nhất mà chúng tôi đang gặp. Và cái thứ nữa là thiếu thốn về mua quần áo này, đồ dùng học tập này, và sau đó là thiếu nước sinh hoạt này. Việt Nam đã cam kết thực hiện 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc nhằm đảm bảo cuộc sống mạnh khỏe và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người để không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vùng miền núi được triển khai. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn đã tạo điều kiện cho nhiều trẻ em nghèo được đến trường. Không chỉ được chăm lo vật chất, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số còn được tham gia các diễn đàn, các hoạt động giao lưu đối thoại với lãnh đạo Đảng, nhà nước và các bộ ngành. Tháng hành động vì người nghèo được phát động hàng năm nhằm huy động các nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, trong đó có trẻ em nghèo vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cháu muốn các bác là có chương chính sách hỗ trợ để tránh tình trạng tảo hôn và bỏ học. Tuổi học sinh như chúng em thì được quyền được vui chơi giải trí, được giáo viên dạy dỗ, cha mẹ đùm bọc. Nhiều phong trào thiện nguyện, chương trình từ thiện hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, miền núi như vận động xây dựng trường lớp kiên cố cho học sinh miền núi, áo ấm cho trẻ em nghèo vùng cao, học bổng cho trẻ em các dân tộc thiểu số do nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Những tấm lòng thiện nguyện dành cho trẻ em nghèo vùng cao thật đáng trân trọng. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng hỗ trợ tự phát, trùng lắp, lãng phí nguồn lực xã hội. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Ba mục tiêu được tập trung thực hiện là cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học, hỗ trợ để có nhiều hơn điểm trường, lớp học trở thành điểm văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em. Đề án tăng cường vai trò điều phối các nguồn lực, cân đối giữa nhu cầu hỗ trợ và nhận hỗ trợ, hướng dẫn tiêu chuẩn các gói hỗ trợ của các bộ ngành và chính quyền địa phương, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế để có nhiều hơn trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi và ấm áp hơn mỗi khi mùa đông về. Ngay trong dịp Tết Kỷ Hợi, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng chăn, áo ấm cho 10.000 trẻ em tại 13 tỉnh với tổng kinh phí 5 tỷ đồng từ cuộc vận động Ngày vì người nghèo. Đề án vận động xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 được phát động vào tháng hành động vì trẻ em năm 2019, cũng là bắt đầu phong trào lớn cả nước chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.